Hộp đựng bút silicon được làm bởi ma thuật Lalilu đây. Giờ thì nó biến thành ba lô luôn nè. Đính phần trước và phần sau lại. Đính thêm quai đeo silicon vào phần sau. Chiếc nút này sẽ giữ mọi thứ ngăn nắp ở trong. Ba lô Pop X đang rất nổi đó nha. Trên đường đến trường, Rabiola có thấy sườn núi và không thể bỏ qua được. Mình vẫn còn nhiều thời gian đến trường mà, mình chơi đã. Yeah, lăn thôi. Không được mượt lắm nhỉ. Nếu mình trượt xuống bằng ba lô thì sao ta? Wow, tuyệt quá. Cậu ấy thích lắm. Đúng là ba lô yêu thích của mình. Đa di năng quá đi. Gabriella có thể làm bong bóng này. Mình có thể lấy phần kẹo còn lại để làm nhiều thứ nữa. Lần này hãy làm một cái Pop X nha. Tuyệt quá, hãy làm móc khóa nào. Thêm chiếc nhẫn và khóa nữa nha. Gabby thử đi đến chỗ tủ khóa trong giờ ra chơi. Đồ chơi Pop X của mình đâu nhỉ? Ô, mình thấy chìa khóa này, để mở ra nào. Ô không, cẩn thận nha. Tất cả Pop X và Simple Dimple của cậu ấy rơi ra rồi. Ủa, mình chưa có xếp ngăn nắp rồi. Mình sửa lại nha. Đầu tiên, Gabby gom chúng lại bằng tay, rồi bằng vai, rồi cả chân nữa. Đây rồi, tốt hơn rồi nè. Hy vọng bác bảo vệ sẽ không để ý ha. Để mình đo cổ tay xem nào. Mình phải có một chiếc vòng tay Pop X độc đáo mới được. Sơn các hạt cưa màu cầu vồng. Dán chúng lên. Pop X luôn ở ngay trong tầm tay đây. Đây là chuông nè. Chúng mình có thời gian để chơi không nhỉ? Tất nhiên rồi, chạy thôi. Các cậu ấy bỏ rất nhiều đồ chơi lên ghế rồi chơi rất vui. Các chàng trai bước qua kìa. Cậu ấy chỉ thích treo ngược lên thanh xích đu mà thôi. Nè, Johnny, lại đây nào. Tốt hơn là các cậu thử lộn ngược xem, vui hơn nhiều đó. Wow, tuyệt quá. Nhưng sao cậu không chơi hả? Mình luôn có Pop X bên mình mà. Wow, mình không thích có một đống đồ đâu. Ồ, nhưng mình có ý này nè. Giày to bự nè. Đây, mỗi người lấy một cái đi. Nhưng mà không thể sánh bằng mấy chiếc vòng tay này được. Gabby đang đuổi theo một con quái vật. Ủa, nó bị rơi nút hút rồi nè. Mình cần phải có ống hút. Cắt một vòng tròn từ dây đàn hồi, rồi hoàn thành chiếc nhẫn bằng nút hút đó nha. Khi cậu nhấn nó thì sẽ tạo ra âm thanh vui lắm. Chuông reo rồi, mình phải nhanh lên thôi. Gabby đang ngồi ngay bàn. Gabby, em lại trễ rồi nha. Ha ha, như thường thôi. Úp, mình bị bắt rồi. Mình phải lấy vở ra học bài thôi. Ô không, bút của mình đâu rồi? À đây rồi. Và Gabriella bắt đầu vẽ Pop X và Simple Dimple. Gabby, em đang làm gì thế? Em ạ. Không có gì ạ. Cầm lấy bút rồi lần tới cẩn thận nha. Thank you. Chỉ cần cô giáo bắt đầu giảng bài thì Gabriella lại chơi nhấn nút nữa rồi. Nhấn nút nè. Gabriella, lên bảng nào. Cậu ấy đi lên. Nói cô nghe, bài tập về nhà của hôm nay là gì nào? Dạ, cô biết ngay mà. Tan học ở lại cho cô nha. Tiếng Simple Dimple vang lên. Tít tít tít. Hãy bỏ nó vào trong nào. Làm đế trước nha. Đây là hộp đựng đó. Wow. Giờ thì tất cả đồ dùng học tập đều được xếp ngăn nắp rồi. Tiện lợi quá ha. Lớp học kết thúc rồi đây. Còn Gabby thì được về nhà. Nặng quá đi. Cuối cùng thì mình có thể vẽ rồi. Cậu ấy lấy bút chì ra. Nó biến thành cái Simple Dimple thật đẹp. Đúng là lấy cảm hứng từ hộp đựng bút đây mà. Oh yeah, sẵn sàng rồi. Mình sẽ cắt nó ra và cho mẹ xem mới được. Mẹ, nhìn con vẽ nè. Giấy xốp biến thành hộp đựng cơm trưa đây. Cái đế và cái mặt bên đây rồi. Đây là cái nắp nè. Chia thành các phần rồi đính nửa hạt cườm như bong bóng là được. Tô màu trái thơm với lá xanh và bỏ bất cứ đồ ăn nào mà cậu thích. Đúng là một ngày đẹp trời. Mới sáng ra, mẹ đã làm việc mệt nhọc rồi. Mình uống sữa thôi nào. Peggy, để mẹ gói đồ ăn trưa cho con nha. Mẹ ơi, con không thích đâu. Nào, nhìn hộp đựng xinh đẹp chưa này. Mẹ đừng lo, con sẽ gói cho chị mà. Wow.
cậu ấy thấy một bịch ngũ cốc, đổ vào và thêm sữa nữa. Ồ, cái túi không chứa nổi rồi. Ướt, bị đổ ra rồi. Con nghĩ trái dứa này là đủ rồi. Bà Becky sẽ có một bữa trưa ngon lành cho mà xem. Bye. Một mảnh giấy xốp và đế hạt cườm. Quá tuyệt cho một bài sách ha. Đính hạt bong bóng theo hàng luôn nha. Lấy cái cọ và bắt đầu vẽ thôi. Wow, cầu vồng nè. Thêm cái kẹp sách vào nữa nha. Cái bìa sách này sẽ giúp cậu xả stress khi học bài đó. Trường học rất là nghiêm khắc, vì các cậu phải bỏ hết đồ chơi ở phòng chú bảo vệ, không ai được mang vào cả. Nhưng Gabby không từ bỏ và tìm được cách để đưa đồ chơi vào. Xin chào. Xin chào cháu. Cho bác xem giỏ đi nào. Vâng, tất nhiên. Nhưng không có gì đâu ạ. Cái gì đó, đồ chơi Pop X đúng không? Dạ, không ạ, là sách của cháu. Lạ thật đó. Mình nên làm gì nhỉ? Cháu vào lớp đây, tạm biệt bác. Bye. Bác bảo vệ cũng rất hoang mang đó. Gabby nhanh chóng chạy vào lớp. Wow, sao cậu lén đưa Pop X vào được vậy? Mình nói với bác ấy đây là sách, thành công thôi. Cắt một hình tròn đường gợn sóng từ nắp nhựa nha. Lửa đồ chơi giúp mình tạo hình. Và mình hãy làm dimple nha. Sơn giá vẽ thành màu trắng, rồi sơn các màu khác nữa. Hãy vẽ đồ chơi thủ công Pop X bằng màu vẽ nào. Lớp học vẽ bắt đầu. Cô giáo đang đợi nè. Các em, lấy giá vẽ và dụng cụ ra nào. Hôm nay mình vẫn vẽ về cuộc sống nha. Vẽ bằng bút chì thì tiện thật đó, nhưng mà không được rực rỡ cho lắm. Cô bạn này vẽ bức hình tươi sáng quá. Nhìn những màu này nè, sáng tạo thật đó nha. Ô, sao mình không được như vậy nhỉ? Ô, cậu giỏi thật đó. Nhưng cậu không thể vẽ màu sáng bằng bút chì được đâu. Thử dùng bút nước này xem. Wow, đúng là rực rỡ hơn thật à nha. Cậu làm tốt lắm. Đúng là kiệt tác mà. Cậu cũng giỏi lắm nha. Hai em đều giỏi. Chúc mừng bức vẽ đầu tiên của các em nha. Cắt bìa thành các mảnh giấy, gấp đôi lại nha. Mình sẽ làm cuốn vở thật sặc sỡ nào. Nhào đất nặng và tạo thành hình tròn. Màu pastel Pop X sẽ thành bìa sách của chúng ta nha. Phủ lên một lớp sơn bóng nữa. Và mình có thể tạo ra kiệt tác lên mấy trang vở này rồi. Johnny thích bóng rổ lắm đó. Cậu ấy là đội trưởng nữa. Lúc nào tan học cậu ấy cũng tập luyện hết. Chào Johnny. Hey. Ồ, chào Emmy nha. Emmy đang khoe Johnny quyển vở của cậu ấy. Wow, nó giống như Pop X vậy ha. Bởi vì nó là vở Pop X mà. Đến lúc quay lại tập luyện rồi. Đưa mình quả bóng, mình sẽ thử ném nó. Wow, cú ném của Emmy đúng là huyền thoại mà. Quá đỉnh. Yeah, cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu nha, đúng là không ngờ mà. Cậu có muốn tham gia đội của mình không? Ok. Cùng làm hộp bút từ giấy xốp và khóa kéo nha. Cắt giấy thành sợi và cắt cả sợi đá kim cương nữa. Sơn màu cầu vồng nào. Và mình đã có nhiều màu sắc rồi đây. Giờ thì các bạn sẽ không thể nhầm lẫn hộp bút Pop X và hộp bút thường nữa đâu ha. Nếu ai vào muộn thì ngồi xuống đi nha. Các bạn đã ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện. Các bạn ấy có nhiều chuyện để nói lắm. Emmy, em có gì quan trọng để nói hả? Cô bé nhanh chóng đứng dậy và cậu ấy làm rơi bút mất rồi. Ướt, ngại quá. Trong khi Emmy đang nhặt bút lên thì cậu ấy để ý đến hộp bút của bạn. Wow, cái Pop X đẹp quá. Mình chơi đừng để cô Spot thấy nha. Các em có thể chơi nha. Thank you. Các em có thể nói chuyện trong giờ ra chơi rồi. Và giờ thì Emmy gửi cậu một nụ hôn cảm ơn vì chiếc hộp bút nè. Cắt rìa thành hình chiếc điện thoại. Mình sẽ làm chiếc ốp lưng mềm mại, đính kèm sợi dây nửa hạt cườm. Tô màu lên, tô màu cầu vồng nha. Vẽ thêm camera để chụp hình nữa. Peppy rất nổi tiếng nhờ chiếc váy Pop X. Cậu ấy cũng có kênh YouTube riêng nữa. Cậu ấy có hàng triệu người đăng ký luôn đó. Giờ cậu ấy đang giới thiệu đồ chơi Pop X nè. Fan hâm mộ của cậu ấy luôn đón xem nhiều đồ chơi mới mà. Peppy đang bơi trong đống Pop X luôn kìa. Yay! Hãy nhấn like nếu các cậu thích đồ chơi xả stress này nha. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Hãy nhớ đón xem đồ thủ công búp bê chỉ có trên La Lilu nè.